Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý ông bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý ông bác, anh chị có được vận trình, được bề trên ban phúc, đón cát xô hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý ông bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên ti báo trước cực chính xác, đúng 10 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, thần tài mở kho ban cho lộc lớn, vận số cực may, cực đỏ, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, giàu không cản nổi. Đầu tiên, xét về tính cách, cuộc đời và vận mệnh của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Đinh Tỵ là sự kết hợp giữa hành mộc của can và hành quả của chi, mang đến cho Đinh Tỵ sự hấp dẫn đặc biệt, giống như ngọn đèn phát ra tín hiệu, họ sẽ hút về mình những thứ mà họ muốn. Rắn gỗ có thể trở thành những nhà diễn giả tuyệt vời, hành mộc cũng mang lại cho họ sức mạnh và sự vững vàng. Họ tự tin và có đầu óc tổ chức tốt, tính ngay thẳng và chân thành là hai đặc điểm nổi bật của con giáp này. Khao khát sự ngưỡng mộ và rất thích được nổi tiếng, Đinh Tỵ sẽ làm hết mình để đạt được thành công trên quy mô lớn và lâu bền. Khôn ngoan, thận trọng, phán đoán tốt và biết đánh giá chính xác giá trị của sự vật. Họ sẽ là những nhà đầu tư giỏi. Đinh Tỵ là người rộng lượng và rất đạo đức. Họ không tích cực tự bảo vệ mình như các tuổi Tỵ còn lại. Trong chuyện tình cảm, rắn gỗ khá ổn định và lâu bền. Họ có rất nhiều bạn bè được gia đình yêu quý và cũng thương yêu, chăm sóc những người này hết mực. Tuy nhiên, rất hiếm khi Ất Tỵ sử dụng lời khuyên của những người thân này. Họ thường cố gắng tự mình giải quyết mọi việc. Họ khá đa nghi, hầu như không tin tưởng vào người khác, dù là những người thân cận. Tuy nhiên, tuổi Đinh Tỵ rất khéo léo trong việc che đậy cảm xúc của mình. Họ không lộ liễu khiến người khác phải phật lòng. Ngay cả khi tức giận, người này cũng kiềm chế cảm xúc giấu kín trong lòng. Tuổi Đinh Tỵ thì không thích xen vào chuyện riêng của người khác, cũng không thích ai làm phiền tới cuộc sống của mình. Họ ít khi có thái độ nổi nóng, nhưng nếu có ai đó cố tình cản trở đường đi của mình, họ sẽ sẵn lòng dùng nọc độc của mình để hạ gục kẻ thù. Họ là những người thích triết lý, luôn tuân thủ theo những nguyên tắc chuẩn mực của xã hội. Người này thích sống trong không gian yên tĩnh với những cuốn sách và quyển truyện. Sự ồn ào tấp nập của đám đông ngoài kia khiến tuổi Tỵ cảm thấy mệt mỏi và phiền phức. Tuổi Ất Tỵ thận trọng trong mối quan hệ, dù thân thiết tới đâu anh ta cũng đề phòng và giữ khoảng cách nhất định. Tuổi này không tin tưởng vào người khác, nhưng cũng không thể hiện sự nghi ngờ ra bên ngoài. Điều đó khiến đối phương cảm thấy hoang mang, không biết người này là bạn hay thù. Nếu như có ai đó cố tình hãm hại mình, họ sẽ ôm thù hận trong lòng và tìm mọi cách để trả thù. Họ không đủ bao dung để tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Đối với họ, mọi sai lầm đều phải trả giá. Tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng thực ra họ có đời sống nội tâm phong phú, chất chứa nhiều tình cảm, đương số dễ xúc động và mũi lòng khi chứng kiến cuộc sống bất hạnh của những người nghèo khổ. Bởi vậy, họ luôn cố gắng làm nhiều việc thiện, giúp đỡ mọi người khi có thể. Những người sinh năm 1977 có một đặc điểm, đó là tiếp cận vấn đề muộn, nhưng giải quyết vấn đề sớm. Vì họ là những người có nhiều phát minh, sáng kiến, luôn nhìn thấu mọi vật và từ đó có lối giải quyết thỏa đáng nhanh gọn. Tuổi này có tư duy hướng tới tri thức văn minh, trong họ có một ngọn lửa bất diệt thắp sáng trong những đêm trường tối tăm. Cách suy nghĩ của họ tích cực tiến bộ, thường đi trước một bậc. Khi trao đổi tiếp cận họ, bạn sẽ được gợi mở nhiều ý tưởng, đó là nền tảng đi đến thành công. Bạn hãy trân trọng những người như vậy. Họ mang trong mình cả một kho tri thức và họ cũng là những nhà sư phạm tài ba, có thể khai trí mở mang học vấn cho thế hệ trẻ.
Nhờ đó mà lứa tuổi này hiểu biết hơn, lịch thiệp hơn. Ngoài sự sáng suốt mà còn mang theo năng lượng, nên họ rất nhiệt tình, tốt bụng, thích giúp đỡ mọi người, biết quan tâm người khác với một tâm lý sốt sắng. Mẫu người này cũng nóng tính, nhưng giúp đỡ người khác thì luôn vô tư hết mình. Tuy nhiên, bản thân người này cũng là một luồng khí nóng hư tâm trống rỗng, cùng với tâm lý cải cách, tiến bộ đi trước thời đại. Vì vậy cần tránh những tật xấu như ảo tưởng, mơ hồ, xa rời thực tế, diễn cảnh trong đầu mà họ xây dựng quá xa rời hiện thực, để rồi có lúc họ phải thất vọng. Những người có tài thường có chút ít những hạn chế trong tính cách, thậm chí họ cậy tài sống kiêu ngạo. Tuổi này muốn phát huy được ưu thế và cống hiến, đóng góp, thì tốt hơn cần có sự quan tâm, động viên, truyền thêm niềm tin và năng lượng cho họ. Ví dụ như động viên bằng lời nói, động viên về tinh thần, tăng lương và thưởng nóng. Những năm tháng Ất Tỵ đã qua đi, trên đường bạn đi, trên hướng mà bạn chọn, ắt có những người không ủng hộ, hoặc tìm cách ngáng chân, hoặc trở mặt tráo trở, kéo bạn xuống cho bằng họ, hay đạp bạn xuống cho dưới họ để thỏa mãn cái tâm tối của nhân tâm. Nếu chuyện đấy xảy ra đừng bận lòng, người ta hại không có gì lạ, đến các bậc thánh nhân còn phải nghe sự chửi rủa, ta có là gì mà muốn cả thiên hạ phải trọng vọng nhớ thương. Nếu có xảy ra sự khó ấy, hãy viết tên những người đó ra một tờ giấy, viết cả những tổn thương mà họ đã làm với bạn, khóc một trận cho ướt nhòa mực rồi xé nó đi. Bạn sẽ thấy nhẹ và sẽ thấy quên, rồi sẽ thấy mừng vì 2/3 cuộc đời đã qua đi. Những kẻ đó không còn chút liên quan trong cuộc đời của bạn nữa, phúc lắm đấy, để không còn cận kề kẻ tiểu nhân. Chịu được áp lực là một kỹ năng cần có trong cuộc sống, nhưng lắm khi do chịu đựng quá lâu mà bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, cứ phải gồng mình lên, cứ phải cố cứng rắn mạnh mẽ. Vậy nên bạn phải có một kỹ năng khác, đấy là sự thản nhiên và bình lặng, không oán hờn, không kêu ca, không than thân, không trách phận, cũng chẳng hận trời, không oán đất, không giận đời và cũng không bùa người. Đường là bạn chọn, việc là bạn quyết, mọi thứ là do bản thân bạn mong muốn, quá khứ do ta tham, hay do ta ngu, hay do ta sân, do ta si, khiến hoàn cảnh hiện tại vất vả ngược xuôi, cũng không sao hết miễn đừng lặp lại. Cuộc sống là như vậy, đời rất sợ nhưng ta hãy cứ niềm nở, lắm lúc ta bị trao cho những hoàn cảnh khó khăn, hoặc bị cuộc đời nói giả vào mặt, chán nản là chuyện thường tình, mỏi mệt đau thương là chuyện hàng ngày phải gặp. Vậy thì hãy cứ nhớ, nhân sinh phải có những cuộc vượt khó như vậy mới thể hiện được sự kiên cường và mạnh mẽ của ta. Tự thành phải qua những cuộc chiến vất vả như thế, thì khi đạt được nó mới thấy đủ sự sướng, thấu đủ sự rực rỡ đã bùng nổ trong một đoạn sống nhiệt tình và hết mình. Rồi một mai ta sẽ ngồi lại nhâm nhi một tách trà, nghe một bản nhạc, đọc một cuốn sách, kể lại cho con cháu ta nghe cái giai đoạn ta đã máu lửa tới thế nào. Thành hay bại, được hay mất cũng không sao hết, miễn là ta đã chiến, ta đã cố, ta đã có những thời khắc huy hoàng của bản thân ta. Ta đã không hối hận cho những lựa chọn dù sai ở tương lai, nhưng đúng ở hiện tại, hợp với những điều ta mong mỏi ngóng trông. Khi bạn nghĩ rằng bạn có đủ dũng cảm để tự kết thúc kiếp nhân sinh của mình, thì thực tế bạn đang hơi hèn nhát để đối diện với khó khăn, lẫn tránh khỏi đoạn đường gồ ghề mà bạn biết bạn phải vượt qua khi lựa chọn đối diện với vấn đề. Vì hay là ở chỗ dù bạn có tự kết thúc đi chăng nữa, thì nó cũng chỉ nhẹ nhàng được vài giây. Sau đấy là một chuỗi liên miên những sự kiện ở cõi khác, chắc gì đã nhẹ nhàng hơn cho tâm hồn bạn. Rồi giả sử bạn có lại truyền kiếp một lần, nghiệp lớn vẫn còn, bài học vẫn có, bài thi vẫn dang dở, bạn sẽ lại phải đối diện với vấn đề đấy một lần nữa. Khổ như vậy, khó như thế, mệt thì nhiều lần hơn. Tôi biết lắm lúc bạn muốn bỏ mặc buông xuôi lắm, khi bạn chán nản, trầm cảm và mệt mỏi. Chiến binh không phải lúc nào cũng chiến thắng cả, mà là không ngừng chiến đấu dù chỉ một giây khi đang trong trận. Nếu bạn đang quẩn quanh quá, đang mệt mỏi quá, đang ưu phiền quá, hãy cứ viết một dấu chấm than ở đây, hoặc kể lại câu chuyện của chính mình, coi như một nhịp thở tiêu cực của mình vào vũ trụ bao la, cho nó tan biến đi, cho tâm hồn bạn một khoảng tĩnh, rồi lại tiếp tục cố gắng đấu đời. Trong công việc, một khi đã đặt ra mục tiêu, kế hoạch cho mình, tuổi Đinh Tỵ kiên quyết thực hiện đến cùng. Chừng nào chưa đạt được thành công họ sẽ không bỏ cuộc, dù cho người khác có gièm pha, đàm tiếu thì tuổi Đinh Tỵ vẫn giữ vững lập trường. Khi làm việc họ tập trung cao độ, không để tư tưởng của mình bị phân tâm bởi bất cứ điều gì, càng không để chuyện tình cảm xen vào công việc. Tuổi này thích hợp với những công việc lao động trí óc, đòi hỏi sự thông minh và đầu óc suy luận logic, sáng tạo.
Khi gặp phải khó khăn rắc rối, thái độ bình thản của họ sẽ khiến người khác hiểu nhầm. Tuổi Đinh Tỵ không hề lười nhác trốn tránh trách nhiệm. Họ chỉ đang tập trung cao độ để giải quyết vấn đề, không lo sợ, cũng không lúng túng. Bản chất gan dạ của tuổi này là khiến nhiều người nể phục. Con đường xây dựng sự nghiệp của bạn có khá nhiều vận may tài lộc. Mỗi lúc khó khăn, người này đều có quý nhân ra tay giúp đỡ, tháo gỡ mọi rắc rối. Rất nhiều cơ hội đang chờ đón bạn ở phía trước. Tuy nhiên, nếu không biết nắm bắt, bạn sẽ rơi ngay vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Có lẽ thói quen chi tiêu hoang phí xa xỉ của bạn nên thay đổi, nếu không muốn gặp cảnh túng thiếu phải đi vay mượn. Thay vì đầu tư tiền bạc vào những món đồ xa xỉ, bạn hãy học cách tiết kiệm cho tương lai của mình, có thể là đầu tư kinh doanh, bất động sản. Theo tử vi về mặt tài vận của người tuổi Đinh Tỵ là người khá tốt số và gặp may mắn, có quý nhân phù trợ, thường được nhiều tài lộc bất ngờ. Tuy nhiên, thu nhập của bạn lại không nhờ vào sức lực của bản thân hay tri thức phong phú, mà chỉ là do vận may mà thôi. Nhưng vận may như vậy không phải lúc nào cũng đến. Nếu không nắm chắc thời cơ thì là có lỗi với bản thân. Thường thì nguồn tiền tài của bạn không phải là do kết quả vất vả kinh doanh, mà là nhờ vào một số lần đầu tư mang tính chất thời cơ. Bạn chẳng bao giờ rầu rĩ về chuyện tranh giành tiền bạc, dường như bạn luôn có vận may trời ban về tài lộc. Đối với người này, trước khi bắt tay vào làm công việc gì cũng cần phải tìm hiểu kỹ càng xem có thích hợp không. Trong đầu tư kinh doanh, chỉ cần nắm bắt được vận hội là thắng lớn, tuy nhiên cũng không phải là nhất bạn vạn lợi. Tuổi Tỵ thường có bất động sản, nhà cửa, đất đa. Trong quan trường cũng có nhiều người thành đạt, nhưng chủ yếu thương trường mới là nơi cho họ dụng võ. Tuổi Đinh Tỵ không phải lo lắng về tiền bạc, cơ may thường tới với họ nên nắm chắc lấy. Thông thường người tuổi Ất Tỵ có số hơn, được quý nhân phù trợ, tiền cứ thế chảy về túi. Song thu nhập của họ lại không dựa vào kiến thức quản lý tài chính phong phú và sức mạnh của họ, mà chỉ là nhờ vào vận may mà thôi. Bản mệnh thường rất hào phóng trong việc tiêu tiền, đặc biệt họ không tiếc tiền trong việc mua sắm quần áo, tư trang và nhà ở. Do được trời phú cho tài lộc nên dù lãng phí một chút cũng chưa tới mức khuynh gia bại sản, song cũng nên tiết kiệm khi nghĩ tới hạnh phúc của tương lai. Tiếp theo hãy cùng luận giải ý nghĩa dân gian tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 của tháng 8 âm lịch. Theo lịch vận niên, tiết bạch lộ bắt đầu từ ngày mùng 7, mùng 8 tháng 9 và kết thúc vào ngày 23 tháng 9 dương lịch hàng năm, tức là khoảng tháng 8 âm lịch. Ngày đầu diễn ra tiết khí này được gọi là ngày bạch lộ. Bạch lộ là thời điểm có độ chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn nhất trong năm, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của thời tiết. Bước vào tiết bạch lộ, trời bắt đầu xuất hiện sương mù, những hạt hơi nước ngưng tụ vào ban đêm và sáng sớm. Sáng và đêm nhiệt độ giảm mạnh khiến hơi nước ngưng tụ kết thành sương đọng trên cỏ cây, nhà cửa, còn ban ngày thì vẫn còn nắng nóng, thời tiết ấm áp. Sau tiết bạch lộ là tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch ứng với quẻ phong địa quán, quẻ này có hai hào sơn ở trên, bốn hào âm ở dưới. Hào sơn tượng trưng cho quân tử, các bậc lão thành. Hào âm tượng trưng cho tầng lớp thấp, người trẻ tuổi, người trên nêu gương mẫu mực cho kẻ dưới noi theo là một điều tốt. Hơn nữa quẻ thượng là phong, quẻ hạ là địa, gió thổi trên mặt đất là tượng của đạo đức lẽ phải, mẫu mực, nhân nghĩa được lan truyền khắp nơi. Quẻ này là một quẻ cát lợi. Tuy nhiên, âm khí rất thịnh, nên sau tiết bạch lộ nhiều người cần đề phòng các bệnh tật, các chứng cảm nhiễm phong hàn. Tiết bạch lộ rơi vào tháng 8 âm lịch là tháng Dậu, tháng mùa thu nên có kim khí cực dượng. Những người sinh tháng này được trời phú cho khí chất cứng cỏi, kiên cường, quả quyết, dứt khoát, tín nghĩa, thông minh đoan chính. Nhiều người có dung mạo tú lệ, khôi dĩ tuấn tú. Đối với những người có đặc điểm bệnh lý huyết kim khí thì cần kim bổ trợ để cân bằng ngũ hành trong tứ trụ, thì đây là khoảng thời gian dưỡng vận. Nhờ được bộ kim nên họ sẽ ổn định về sức khỏe, vững vàng về tâm lý, trí tuệ thông thái mẫn tiệp, hành động quyết đoán, sự nghiệp thuận lợi, công danh, tài lộc đều có thu hoạch tốt. Tâm tình đối với con người đặc biệt quan trọng, vì lẽ đó mà tiết bạch lộ là thời điểm tu tâm dưỡng tính cực kỳ thuận lợi. Nhà Phật cho rằng, dưỡng sinh trong tiết bạch lộ chính là nuôi dưỡng tinh thần, từ đó cải thiện sức khỏe. Mùa thu thường khiến tâm trạng con người ta buồn rầu. Thế nhưng đây cũng là mùa thu hoạch cảnh sắc lãng mạn, khi tới mùa thay lá trong sắc thu vàng, cần hướng tới thưởng thức phong vị mùa thu hơn là suy nghĩ. Đông tàn thì tâm tính ôn hòa, thu lại thần khí nên duy trì thái độ tích cực chính là cơ sở để chiến thắng tâm lý bi quan. Đồng thời, vấn đề ẩm thực,
Rèn luyện cần chú trọng hơn thì hiệu quả dưỡng sinh sẽ càng cao. Trong những ngày thu của tiết bạch lộ, hãy tích cực cho ánh sáng tự nhiên chiếu rọi vào nhà, có thể tăng cường tinh thần tích cực, tiêu trừ cảm giác hậm hực, ngột ngạt, u buồn. Khi tâm tình buồn lo, hãy nhấp chút cà phê hoặc trà nóng, ăn chuối tiêu, bạc hà để hưng phấn hệ thần kinh, xua tan cảm giác đau lòng. Mùa thu cũng là thời điểm âm thịnh dương suy, cơ thể cần được cung cấp chất dinh dưỡng từ các loại thịt, đậu, đồ ngọt cũng có tác dụng làm tăng lượng đường trong máu, kích thích sức sống, giảm bớt u buồn. Ngoài ra, vitamin B cũng có thể điều tiết tinh thần, thường xuyên ra ngoài tận hưởng không khí trong lành, thoáng đãng cũng là cách dưỡng sinh phù hợp trong tiết bạch lộ. Các hoạt động như tản bộ, chạy bộ, chơi thể thao, tập thể dục không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn giúp tinh thần phấn chấn sung mãn, giải phóng năng lượng, thả lỏng tâm tình. Nghe các bản nhạc thiền hoặc nhạc du dương có tác dụng an dưỡng tinh thần, hun đúc tình cảm tích cực trong con người. Ở thời điểm buồn bực, hãy thả lỏng và nghe một khúc nhạc tự nhiên, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực sẽ bay đi hết, tâm hồn lắng lại và bình an hơn. Đây cũng là một cách dưỡng sinh trong tiết bạch lộ rất tốt. Xét theo góc độ dưỡng sinh trong tiết bạch lộ, qua tiết bạch lộ thì táo khí sẽ dần dần thịnh lên, táo sẽ tổn thương phổi. Lúc này nên ăn nhiều thức ăn tư âm nhuận phế như lê, nhãn, hoa bách hợp, mía ngọt, khoai sọ, củ cải trắng, nấm tuyết. Ngoài ra, vào tiết bạch lộ cũng thích hợp ăn cháo, nấu cháo gạo nếp với các loại nguyên liệu có thể kiện tỳ dị, bổ trung khí. Phòng khi táo các món như hạt sen hầm với hoa bách hợp, súp nấm tuyết cầu kỳ hạt sen táo tàu, cháo củ ấu với nhân ý dĩ đều rất thích hợp. Dậy tử vi tuổi Đinh Tỵ, trong tháng 8 âm lịch biến động như thế nào, vận trình thay đổi ra sao? Mời cô bác hãy cùng Minh Đường tử vi luận giải ngay sau đây. Đầu tiên, xét trên phương diện sự nghiệp tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1977, tháng 8 âm lịch, năm Giáp Thìn. So với tử vi tháng 7 âm, vận trình tháng 8 của tuổi Đinh Tỵ có chuyển biến tích cực về nhiều phương diện. Thoát khỏi tháng cô hồn khá xui xẻo, đây là thời điểm thích hợp để bạn tiến hành những việc quan trọng, tỷ lệ thành công cao. Bạn có quý nhân tam hợp nâng đỡ, một vài trở ngại khó khăn trong công việc dần được tháo gỡ, thậm chí một vài việc trước đó bị tồn đọng, nay sẽ được khơi thông, hứa hẹn kết quả bất ngờ. Vận quý nhân Dượng tạo điều kiện cho bạn có thể triển khai nhiều việc cùng lúc, nhân lúc còn khỏe hãy làm mọi thứ bạn mong muốn, cứ mãi lần nữa thì thành công bao giờ mới tới. Thời điểm này, người làm công ăn lương khắc phục được nhiều khó khăn trong công việc, thậm chí càng gặp phải khó khăn, bạn lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bản mệnh ý thức được đâu là thời điểm mình cần mạnh dạn thể hiện bản thân để ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Các tinh đế dương xuất hiện là dấu hiệu tháng này cơ hội để bạn thăng chức tăng lương là rất cao. Những cố gắng của bạn trước nay ắt hẳn đã được nhìn nhận và đánh giá xứng đáng. Đối với người làm lãnh đạo, bạn cũng khẳng định được uy tín của mình, khiến cấp trên thán phục và tôn trọng. Bản mệnh hoàn toàn có khả năng chỉ huy dẫn dắt mọi người, cùng đoàn kết để hoàn thành mục tiêu lớn lao. Tuy nhiên, tháng này cũng không chỉ toàn những điều thuận lợi, có một vài thời điểm hung tinh ngũ quỷ sẽ đem đến kẻ tiểu nhân gây rối, khiến công việc của bạn gặp phải một chút trục trặc. Trong các tàng hung mưu sự tỉ mỉ chu đáo, hành sự thận trọng để tránh sai lầm đáng tiếc khiến tiền đồ lao dốc. Xét trên phương diện tài lộc tháng 8 âm lịch tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Người tuổi Đinh Tỵ cũng có cơ hội thu về tiền đầy túi trong tháng 8 này. Mọi việc của bạn bắt tay vào thực hiện đều đem lại những dấu hiệu tích cực, nhờ vậy mà đồng tiền chảy vào túi không ngừng. Với người làm công ăn lương, bạn khẳng định được vị thế của bản thân mình, không chịu thua kém bất cứ ai, nên dễ dàng gây ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo. Những thành tích cao trong công việc giúp bạn chạm tay vào nhiều cơ hội nhận tiền thưởng nóng, thậm chí một vài người còn thành công trong việc đề nghị một mức lương cao hơn, một vị trí cao hơn trong tập thể. Trong đầu tư, hợp tác làm ăn, bạn vẫn phải đề cao cảnh giác, không nên tin tưởng người khác thái quá, kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tháng không có tài tinh cao chiếu, trong việc vay mượn tiền bạc tuổi Đinh Tỵ cũng phải hết sức tỉnh táo. Dù là bạn cho người khác vay tiền hay đi vay vốn làm ăn, cũng cần tìm hiểu kỹ các nguồn thông tin, đừng để bị rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Tình hình kinh doanh buôn bán khả quan, đầu tháng được lộc trời cho, bản mệnh kiếm được không ít tiền bỏ vào túi, nên tiếp tục quay vòng vòng tiền, đừng để tiền chết sẽ khó sinh lời.
Tất nhiên, quá trình bắt tay vào làm việc không tránh khỏi khúc mắc, song dần dần bạn sẽ tìm được cách để làm việc đúng đắn, mọi việc hanh thông giúp tiền chảy về túi dễ dàng hơn. Ở một vài thời điểm trong tháng bạn vẫn cần phải đề phòng tác động của hung tinh ngũ quỷ. Có những kẻ không đáng tin cậy sẽ rủ bạn hùn vốn đầu tư vào những lĩnh vực lừa đảo. Hãy tin tưởng để nhận ra ai là người tốt, ai là kẻ xấu để tránh rơi vào tình trạng mất tiền, mất của không đáng. Về phương diện tình cảm, gia đạo tuổi Đinh Tỵ, trong tháng 8 âm lịch năm 2024, tiếc rằng phương diện tình duyên của người tuổi Ất Tỵ lại không được như ý dưới tác động của cục diện ngũ hành tương khắc. Có lẽ đây là lúc bạn cần xem lại cách hành xử của mình, chớ nên vô tình hoặc cố ý gây tổn thương cho người khác, đặc biệt là với những người thân thiết nhất. Nếu đã lập gia đình, cần đề phòng đào hoa dữ gây ra xung đột, sự hoài nghi giữa đôi bên, suy nghĩ bế tắc khiến bản mệnh nảy sinh tâm lý chán chường rất dễ bị dụ dỗ. Thay đổi tình cảm rơi vào tình tay ba phức tạp, vợ chồng thiếu hòa hợp cả ở lời ăn lẫn tiếng nói, chuyện sinh hoạt chăn gối. Áp lực cuộc sống quá lớn chi phối tất cả nên dành thời gian để chia sẻ, trò chuyện nhiều hơn để có thể cùng nhau tháo gỡ khó khăn. Bạn cần nhường nhịn bao dung và lắng nghe cảm xúc của nửa kia nhiều hơn, đừng nên bắt đối phương nghe mãi theo sự sắp đặt của mình. Mỗi khi có mâu thuẫn nổ ra, bạn cũng trở nên hiếu thắng, muốn mình trở thành người chiến thắng trong mọi tình huống. Trên thực tế, vợ chồng hơn thua nhau chẳng đem tới cảm xúc tích cực cho bất cứ ai, mà chỉ khiến bầu không khí trong nhà thêm căng thẳng hơn mà thôi. Đối với người độc thân, trên thực tế thì bạn có được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, bạn nên mở lòng hơn để tiếp xúc với mọi người. Trở nên sống mãi trong thế giới riêng, chỉ khi tiếp xúc giao lưu với mọi người, bạn mới nhận ra ai tốt, ai xấu, ai là người phù hợp với mình, đừng nên giữ những quan điểm tiêu cực trong đầu. Cuối cùng là phương diện sức khỏe, tuổi Ất Tỵ tháng 8 âm lịch năm 2024. Theo lịch dạng niên sang tháng 8 âm lịch, Tỵ Hòa không bị khắc chế với Thái Tuế, sức khỏe hầu như không phát sinh vấn đề gì nghiêm trọng. Có điều, bản mệnh cần chú ý nhiều tới vấn đề dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, đề phòng ngộ độc nguy hiểm tới tính mạng. Tuổi Đinh Tỵ cần chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên hơn nữa. Lười vận động là nguyên nhân gây ra hàng loạt những trục trặc về sức khỏe như thừa cân, tiêu hóa kém, khí huyết lưu thông yếu, mắc các chứng bệnh về xương khớp. Tuy nhiên, nguyên tắc dưỡng sinh mùa thu là chỉ nên vận động nhẹ nhàng, hạn chế vận động quá mạnh, gây mất sức càng khiến cơ thể suy nhược hơn. Ngoài ra, cần chú ý điều hòa tâm trạng, trạng thái tinh thần, giữ tinh thần lạc quan yêu đời để làm nền cho hai khí âm dương cân bằng, từ đó phòng tránh bệnh tật. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau, vậy nên ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải tử vi từng tuần trong tháng 8 âm lịch, để mệnh chủ Đinh Tỵ có những kế hoạch phát triển cho mình. Đầu tiên là tử vi tuần 1 trong tháng 8 âm lịch tuổi Đinh Tỵ. Theo tử vi tuần mới của bản mệnh bạn khá chật vật, con giáp này ăn ở hiền lương nhưng ngồi không cũng dính họa. Có kẻ ghen ăn tức ở do thấy bản mệnh giỏi hơn, giàu hơn nên nóng ruột đặt điều chê bai. Dù là làm công việc gì thì cũng có kẻ muốn cạnh tranh âm thầm sau lưng bạn, đặc biệt là những người làm tự do hoặc công chức, càng ăn nên làm ra. Càng ít bạn chơi cùng, tuy nhiên đừng nản lòng, kết quả mà bạn nhận được sẽ vô cùng xứng đáng với sự tận tụy và công sức của bạn bỏ ra. Vận tài lộc có chút mất mát nhỏ không đáng kể nhưng vẫn cần phải đề phòng. May mắn là càng về cuối tuần, tuổi Đinh Tỵ càng có nhiều cơ hội để gia tăng thu nhập. Tuy nhiên, bản mệnh được khuyên là nên tập trung vào công việc chính, chớ tham lam quá sức, kẻo tiền đi chữa bệnh quá tiền làm ra. Vận trình tình cảm hung cát đang xen, bản mệnh nên cảm thấy hạnh phúc với chính bản thân mình và những mối quan hệ hiện tại, người không tốt thì không nên tiếc. Đầu tuần có tin vui liên quan tới cưới hỏi, sinh nở trong gia đình hoặc họ hàng, cuối tuần thì cẩn thận có điểm xung đột cãi cọ trong nhà, tuổi Ất Tỵ nên bớt nóng tính lại. Tử vi tuần 2 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Tử vi tuần mới chỉ ra rằng vận trình của tuổi Đinh Tỵ đang xen cả hung lẫn cát, may mắn chủ yếu tập trung vào nửa đầu tuần. Tuy nhiên về cuối tuần phải cẩn thận hơn, đặc biệt là về sức khỏe nhớ chú ý đi lại, ốm đau, có phương pháp điều trị kịp thời.
Nữ mệnh sẽ khá hơn nam mệnh trong mặt công việc, vận trình công danh của bạn sẽ dựng lên rất nhiều, vậy nên hãy cố gắng nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên, không được thấy may mắn mà chủ quan, bản mệnh phải hết sức cẩn trọng trong chuyện chăn gối, giấy tờ, ăn nói vào cuối tuần kẻo mắc bẫy kẻ xấu. Việc làm ăn của tuổi này không đến nỗi tệ nhưng có tiểu nhân quấy phá nên tài lộc bị cản trở. Con giáp này nên tránh gây rắc rối với kẻ hẹp hòi. Họ sẽ luôn tìm cách để hãm hại hoặc lợi dụng bản mệnh. Tiền làm ra thì nên cẩn thận cất giữ, đừng đem đi khoe khoang khắp nơi. Cuối tuần có tin vui tình cảm, bạn hãy cứ nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đừng nóng vội có khi lại hỏng chuyện. Nữ mệnh được nhiều người để ý đến, có duyên ăn nói giỏi ngoại giao. Người chưa lập gia đình thì nên bàn chuyện cưới hỏi trong năm nay, chứ đừng nên để quá lâu. Tử vi tuần 3 trong tháng 8 âm lịch tuổi Đinh Tỵ. Theo tử vi tuần 3 của tháng, tuổi Đinh Tỵ có phần may mắn hơn. Tuy nhiên dù vận khí rất tốt nhưng cũng chỉ đóng vai trò trợ lực. Từ thân bản mệnh có vận động hay không mới là điều quyết định. Công việc bận rộn, áp lực công việc đôi lúc sẽ làm con giáp này cảm thấy bế tắc và muốn buông xuôi. Nếu có thể, bản mệnh nên thay đổi chỗ công tác đi xa một thời gian để sớm tìm ra giải pháp thích hợp cho dự án sắp tới. Người đang có ý định xuất ngoại làm ăn, luân chuyển công tác càng đi xa thì công việc càng thuận lợi và may mắn hơn. Về tài lộc, bản mệnh có thể sẽ chấp nhận việc hư hao tiền bạc hoặc chạy dạy đâu đó nếu muốn được việc, nhưng được cái ăn nên làm ra cần cù thì sẽ được nhiều lộc. Tuổi Tỵ có bản lĩnh nên chẳng sợ phải thua thiệt, sống có đức thì tiền bạc tự tìm tới, đặc biệt là những người phải đi làm ăn xa. Vận trình tình cảm có lợi cho nữ giới hơn là nam giới. Tuổi Đinh Tỵ có duyên gương mặt khả ái hay được lòng người khác giới. Trong tuần tình duyên dượng dễ mà được tỏ tình. Cuối cùng là tử vi tuần 4 tháng 8 âm lịch tuổi Ất Tỵ. Tử vi tuần của tháng bản mệnh có một tuần tràn đầy năng lượng. Những người sắp xuất ngoại làm ăn thì chuẩn bị đón tin vui. Đầu tuần mọi mặt chưa được suôn sẻ, thế nhưng cũng đừng quá lo lắng, mọi chuyện cũng dần trở nên tốt hơn. Công việc trong tuần mới cực kỳ có lợi cho những người vốn năng động. Nếu bản mệnh cảm thấy mình không thực sự phù hợp với công việc này thì đừng ngại ngần rời bỏ để đi tìm một công việc mới. Biết đâu ở chỗ làm mới với mức lương cao hơn, môi trường sống của bạn sẽ cao hơn thì sao? Càng vất vả bôn ba xông xáo thì con giáp này thu hoạch càng nhiều. Tiền do mình vất vả kiếm được nên thiên hạ có nói gì thì cũng kệ họ. Chẳng qua người ta thấy bản mệnh làm ăn được nên ghen ăn tức ở mà thôi. Vận trình tình cảm có lợi cho nam hơn là nữ. Nam giới nên tích cực theo đuổi người mình thích kẻo lỡ mất cơ hội. Nửa kia tôn trọng và không bao giờ xâm phạm vào những bí mật của bản mệnh. Thuận vợ thuận chồng nên làm việc gì cũng gặp may. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ hết sức tâm huyết của Minh Đường Tử Vi về tử vi tháng 8 âm của cô bác anh chị tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Và bây giờ sẽ là một được nhiều cô bác anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ. Đó chính là cách hóa giải vận hạn. Đầu tiên đối với nam mạng tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Theo sao chiếu mệnh, sao Thủy Diệu. Thủy Diệu là sao tốt, chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Tuy nhiên tinh tú này kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Ngoài ra, người có sao Thủy Diệu chiếu mệnh cần cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp bất trắc. Theo niên hạn, hạn Thiên Tinh. Gặp hạn này cần chú ý vấn đề ăn uống, phòng tránh vấn tình trạng bị ngộ độc thực phẩm nguy hiểm. Đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay vạ gió nên chú ý lời ăn tiếng nói. Theo vận niên, năm Giáp Thìn, tuổi Đinh Tỵ nam mạng sinh năm 1977 gặp vận niên hổ nhập nội, tức là cọp về đồng bằng hay sa mạc, không có mồi để ăn. Điều này dự báo về một năm kém sắc về tiền bạc, tuy vẫn làm ra tiền túc tắc nhưng khó đạt độ dồi dào. Làm ăn phải thận trọng, đừng làm gì phải bỏ ra vốn quá lớn, chờ hết vận xấu sẽ hay, cơ hội tốt thường tới muộn, đừng quá nóng vội. Riêng về khía cạnh tình cảm, có nhiều phiền muộn, lo âu, nhất là vấn đề con cái. Nếu vẫn còn độc thân thì nên mạnh dạn ra ngoài, chủ động mở rộng các mối quan hệ mới mong tìm kiếm được nhân duyên tốt. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thủy Diệu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Thủy Diệu là sao tốt,
nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để dưỡng các khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo. Cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao thủy diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Quá giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn. Không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Đối với nữ mạng tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, theo sao chiếu mệnh, sao Mộc Đức. Mộc Đức được coi là phước tinh mang lại may mắn, an vui, tốt lành, trong nhà có hỷ tính. Tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Theo niên hạn, hạng tam kheo. Gặp hạng tam kheo thì nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Theo vận niên, năm Giáp Thìn 2024, tuổi Đinh Tỵ nữ mạng sinh năm 1977 gặp vận niên hổ nhập nội, tức là cọp về đồng bằng hay sa mạc, không có mồi để ăn. Điều này dự báo về một năm kém sắc về tiền bạc, tuy vẫn làm ra tiền túc tắc nhưng khó đạt độ dồi dào. Làm ăn phải thận trọng, đừng làm gì phải bỏ ra vốn quá lớn, chờ hết vận xấu sẽ hay, cơ hội tốt thường tới muộn, đừng quá nóng vội. Riêng về khía cạnh tình cảm, có nhiều phiền muộn, lo âu, nhất là vấn đề con cái. Nếu vẫn còn độc thân thì nên mạnh dạn ra ngoài, chủ động mở rộng các mối quan hệ mới mong tìm kiếm được nhân duyên tốt. Cách hóa giải vận hạn. Cách tăng các khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành mộc, nên dùng màu xanh lá thuộc hành mộc để tăng cường các khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt. Cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Quá giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm. Mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 8 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, của tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị
đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.